là nó đang coi thường mày đấy Cường ạ. Coi mày là đối thủ yếu đấy. Mày kiếm tao ở nhà máy hả? Tao đều đứng nhà máy. Tao Vào biết cát mày rồi, đi vào đâu. cát, vào cát, vào cát, vào cát. Thằng này dơ. Đó. Tao sợ ở đây. Thằng này dơ kìa. Mày dơ. Ê, đi. Ơ, quả đấy mình cứ trượt kìa. Tao chỉ chạy luôn. Tao chỉ chạy mày luôn. Thì xây quả này là đi kìa. Đây còn này là đi rồi. Ê. Nó nghe được tiếng thở. Nó nghe được tiếng thở. Đúng không Đăng? Quả đấy nghe là tiếng thở đúng không? Không không không, em nhìn cái bước chân. Hay là tưởng phải nghe tiếng thở phải đoán. Quả đấy thì phải anh đeo tai nghe, anh đeo thì anh nghe tiếng thở rõ vậy rồi nó vẽ vết kìa. Đó này. Nó vết cho. Đấy. Game vẫn ok. Hơi lâu rồi đó, rồi nó ok. Mày cửa sổ gần nhà nhỏ đúng không? Tao mà kiếm. Nhỏ đấy, thế đi. Tơ đều từ phía đó, giữa map. Về không nhà thờ. Cái này nó hay lồ, cái lồ đó mà. Trời ơi, lửa. Ê. Trong hả? Tốt không ạ? À? Hà 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 Hưng. Dạ em thấy, em thấy mình. Đấy là do dùng joystick ấy, nhưng mà sao quả này thì gãy rồi. Sau này nè, tao nghĩ ra công sâu ngon hơn chứ vô cửa sổ có cái thế đặc tượng. À cũng tùy trong trận đấy em ạ. Nếu mà cái solo thì ok có thể là cùng sâu ngon nhưng mà trường hợp như thế này thì ý là cái tượng và nó mất tượng dầu rồi mà cái thằng cái tượng ngang hơi xài mà cái tượng gian đặt quá đặt chéo rồi thì tao mới kêu là mày vô cửa sổ lên nó sẽ có hết tượng lại cái tượng đầu hơi xàm lên nha má tượng đầu dám đặt ở trong mà đấy hiểu cái gì đi ngoài ai kèo vào giữa nhà đấy mà có đứa sẵn ván thì chắc là còn chơi được chứ không hơi khó ăn tao được tượng về. À nha. Còn đến nữa đây. Ủa, thằng Đăng quả đấy chặn đầu rồi tiếp gì à? Sao thì vậy anh nhìn vậy khoảng cái khoảng cách xa đấy. Thế cơ mà. Thôi đi. Được hết. Thôi đi. Vừa ăn hai đòn đánh là game thắng. Vừa chỉ tính. Vừa ăn hai đòn đánh là game thắng. Không 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 có đầu hàng với này được. Nè Little Boy sắp gặp. Mình
đó vẫn ổn. Cái tụi kia tụi nó giờ liền ai ngờ đi xa quá, cái gì ra luôn. Ăn cái hit đấy nên vào nhà đó. Mày nhà gỗ thằng này hết tao mày đẹp đánh tập ngoái hoài luôn nhá. Ra có một điều đáng tiếc cho các bạn là thằng nào vào team mình thì có người yêu hết rồi. Ngon giọng cưng hay là cái gì thì cũng muộn rồi các bạn ạ. Khổ thế, khó chịu thế nhờ. Vội vàng thất ông hướng cái nào bắt buộc phải hiền thôi. Chắc ăn sáp có lẽ bắt buộc phải hiền. Gì đây? Em câu hai con ong của nó để em đường góc chết. Thằng này nhảy léo. Không. Hả? Câu thêm 1-2 giây nữa là ngon rồi. Ê, nó không mua ra kìa. Vẫn được. Hôm đó những mấy con ong chấp nhận nhiều địa hình với biến hình của mình. Kiểu nói chung là nó có ong. Hãy toàn, rời chứa nhà. Hunter đến với phía nhà 2 tầng ấy. Hai luôn là vừa. Chỗ này thì nó lại không dễ như chỗ lúc nãy nữa rồi. Dạ, chỉ có cầu đập ong của nó thôi chứ hết cát nữa. Mất ong. Nhìn cam siro ấy thưa ạ. Em vẫn nhìn mà, em luôn nhìn cam siro mà. Cái gốc cai này đúng kiểu gốc cai huyền thoại luôn không? Gốc này cai volume tốt. Nhưng mà em phải lừa, em không lừa được cửa em không khó đâu. Nhìn lấy hít đầu. Đấy, nhìn cam chưa biết vì sao lúc nãy nó check như thế không? Dạ. Yeah. Biết vì sao lúc nãy là check như thế không? Nhìn hướng lăng. Không phải, nhìn xem Hunter đánh ong hay là đổi dạng. À. Đánh ong là sẽ thu ong để lấy một hit của nó. Hiểu không? Đổi dạng thì nó sẽ thu ong thoải mái về người luôn thôi. Tại thế. Không lướt được. Phần này em lên tóc biến sớm hơn.